Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào khách nhé. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục mời các bạn cùng tìm hiểu về gỗ hương, một loại gỗ được khách hàng rất ưa chuộng sử dụng làm đồ gỗ nội thất. Trước tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu gỗ hương là gì. Cây gỗ hương hay còn gọi là giáng hương quả to, song lã. Giáng hương thì thuộc họ đậu, sau khi khai thác về thì sẽ được xẻ thành các khối hoặc các tấm, đó chính là gỗ hương. Chúng được sử dụng để gia công đồ gỗ nội thất hay đồ gỗ thủ công mỹ nghệ thuộc hàng cao cấp. Cây gỗ hương phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Việt Nam, sau đó được nhập khẩu giống và trồng ở một số nơi như là Nam Phi, Ấn Độ, châu Mỹ Latin. Tại nước ta thì cây gỗ hương tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Tây Ninh bởi đặc tính ưa trầm tích, đất xám, đất đỏ ba gian, rừng khộp, rừng bán thường xanh. Gỗ hương thuộc nhóm mấy? Thì gỗ hương hiện nay thuộc xếp vào nhóm 1, nhóm những cây gỗ có vân gỗ và màu sắc đẹp, mùi thơm, không mối mọt, cong vênh, không phồng rộp, giá trị kinh tế cao. Tại Việt Nam thì gỗ hương xếp cùng với nhóm 41 loại gỗ quý khác như là gụ, pơ mu, cẩm lai. Gỗ hương có tốt không? Với tất cả ưu điểm vừa nêu trên thì gỗ giáng hương thuộc loại gỗ cao cấp, đắt giá, chính vì vậy gỗ hương đẳng cấp mang lại là không thể cãi bàn. Đặc điểm của gỗ hương: khi còn non thì gỗ giáng hương có màu đỏ, nâu nhạt hoặc vàng. Khi cây càng già, để khô thì sẽ có màu đỏ đậm, vân gỗ đẹp và thớ mịn, đều không bị xoắn. Gỗ hương có khi cầm cảm giác nặng và cứng, hương thơm tự nhiên vô cùng dễ chịu. Để nhận biết gỗ hương thì cách truyền thống là ngâm gỗ vào trong nước, sau một thời gian thì nước chuyển sang màu xanh như nước chè thì đó đúng là gỗ hương. Gỗ hương có mấy loại và nhận biết từng loại như thế nào và gỗ hương loại nào tốt nhất? Hiện nay thì vẫn chưa có nguồn tin chính thống xác nhận bởi tổ chức thẩm quyền về phân loại gỗ hương, chủ yếu là cách gọi do đến từng quốc gia, vùng miền khác nhau với một số tên gọi phổ biến như sau. Thì gỗ hương đỏ. Gỗ hương đỏ hiện nay có giá trị cao nhất vì vân gỗ đẹp nhất cũng quý hiếm nhất. Hiện tại loại gỗ này có rất ít, chủ yếu gốc dễ sử dụng làm đồ gỗ mỹ nghệ. Gỗ có màu đỏ từ khi còn mọc, sau khi phun sơn PU bóng mờ, gỗ có màu cánh rán. Về chất gỗ thì thớ mịn, gỗ nặng, cứng, đặc, tâm và thớ gỗ rất nhỏ, dùng càng lâu càng đỏ và đều màu, vân càng ngày càng nổi lên, không bao giờ mối mọt. Khi để mọc thì gỗ hương đỏ có mùi thơm nhẹ, sau khi sơn PU thì không ngửi được mùi gỗ. Nhận biết gỗ bằng cách ngâm mùn gỗ, mua giấy giáp loại 220 hoặc 240, trà mặt nước dưới sản phẩm gỗ còn mọc, ngâm vào nước ấm khoảng 2 giờ đồng hồ thì nước chuyển sang màu xanh nhẹ giống nước chè. Về gỗ hương đá thì có người nói gỗ hương đá như vậy, sở dĩ chất gỗ cứng, rắn chắc như đá, cũng có người cho rằng bởi gỗ có màu đỏ nhạt hơn hương đỏ, nhìn giống như đá nên được gọi là hương đá. Bên cạnh đó còn có người cho rằng bởi chúng có vân gỗ giống như vân đá quý. Tất cả những lý do đó đều là rất hợp lý. Nếu loại hương đỏ được mệnh danh là vua của các loại gỗ hương thì hương đá là hoàng hậu. Loại gỗ này sở hữu vân gỗ sắc nét, mịn dày, vân gỗ thiên biến vạn hóa, chất gỗ hương đá đặc, nặng và rất dễ chế tác. Màu gỗ có sức hấp dẫn tuyệt đối với ai không yêu thích gỗ. Màu sáng, gỗ hương đá càng sử dụng càng lên màu đẹp. Chính bởi vậy, những ưu điểm trên thì loại gỗ này được rất nhiều người yêu thích và săn lùng. Về mùi hương, gỗ hương có mùi hương thơm nhẹ khi cắt mộc, sau khi hoàn thiện thì không còn mùi hương. Về giá trị, loại gỗ hương đá thì rẻ hơn gỗ hương đỏ, tương đương giá gỗ hương Lào. Cách nhận biết thì tôm, gỗ rất nhỏ, khó thấy, vân sắc nét, ngâm mùn gỗ trong nước thì nước chuyển màu xanh, tuy nhiên màu nước nhạt hơn hương đỏ và hương đào. Gỗ hương Lào có tính chất tương tự gỗ hương đỏ, tuy nhiên vân gỗ và màu gỗ kém hơn hương đỏ một chút, cách nhận biết thì cũng tương tự. Về gỗ hương vân thì gỗ hương vân có màu vàng nghệ, những phần gỗ già, màu đỏ nhạt, vân gỗ nhiều tuy nhiên không dày, thớ gỗ tương đối mịn, không mối mọt, thường ứng dụng làm bàn ghế, tủ, giường. Khi cắt thì có mùi thơm, hơi chua, hoàn thiện thành đồ thì sẽ có mùi hương chua nên thường gọi với tên khác là hương chua. Cách nhận biết gỗ hương vân là vân gỗ rất nhiều, nhìn vân là biết ngay, không loại nào giả được hương vân. Khi ngâm nước thì có mùi chua. Về gỗ nu hương thì là loại gỗ nu của cây giáng hương, bản chất gỗ hương rất chắc và nặng, phần nu thì lại càng nặng hơn. Gỗ nu có bề mặt sần sùi với các cụm u sụn, thường có màu vàng, đỏ, nâu nhạt, vàng đỏ, màu đỏ đậm và thớ gỗ mịn. Vân gỗ hình xoắn như những đám mây, có thể nổi chấm đốm nhỏ độc đáo, mùi thơm nhẹ dễ chịu. Gỗ hương xám. Gỗ hương xám thì thường sống nhiều ở Việt Nam, đường vân gỗ đẹp đến kỳ lạ, chính vì vậy thường được giữ nguyên bản tự nhiên khi làm sản phẩm. Đây cũng là điều mà dân sành chơi đồ gỗ rất thích. Sản phẩm làm từ gỗ hương xám hầu như là được để mọc, là loại gỗ chắc, láng mịn, không mối mọt nên đảm bảo độ bền. Gỗ hương Nam Phi thì gỗ hương Nam Phi là tên gọi của cây gỗ hương có nguồn gốc từ Nam Phi, có màu sắc đỏ thẫm hơn so với gỗ hương tới từ vùng khác. Màu gỗ Nam Phi thì khác biệt khiến người xem cảm thấy hài lòng.
đều màu, vân gỗ đẹp hơn và cây gỗ rất chắc và bền. Mùi gỗ thơm, đậm hơn, không thoang thoảng nhẹ dịu như nơi khác. Hương hơi nồng và bắt giữ mùi dai. Gỗ hương huyết là loại có vân gỗ và màu sắc đỏ tươi như giọt máu. Khi mới cắt thì để lâu ngày có màu cánh gián, lên màu nhanh, không mối mọt và cực bền. Mới cắt thì mùi thơm nhẹ, không có mùi khi để lâu. Giá trị trung bình, giá vừa túi tiền. Cách nhận biết: bỏ mùn gỗ vào nước, nước chuyển màu đỏ như máu và có váng tinh dầu. Ứng dụng của gỗ hương thì đây là loại gỗ cao cấp được ưa chuộng tại Việt Nam và thế giới. Ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực nội thất như sập, tủ, bàn ghế, tượng Phật, đồ thủ công mỹ nghệ. Qua những thông tin chúng tôi nêu trên thì có lẽ đã giúp phần nào kiến thức cho các bạn về gỗ hương, một loại gỗ tốt có rất nhiều ưu điểm để làm đồ nội thất. Để biết thêm kiến thức về các loại gỗ cũng như là nội thất gỗ tự nhiên thì các bạn hãy bấm đăng ký và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video clip khác.